Rồi, em chào tất cả anh chị em. Nay quay con máy phun phân hổi gió hổi lá gì cũng không, cái họng nó vuông vuông nghe anh chị. Mới tin luôn. À, còn màu ok không? Này nó chưa có xài luôn trời. Đó. Cái này anh chị về đó không? Dễ làm lắm. Về máy cách rộng rộng rồi đó, à, nó vuông sẵn là dễ. Thì con này em bán rẻ cho anh chị thôi ha, tại giờ nó bị mắc lửa rồi nha anh chị, mắc lửa mà hiện giờ em không có xơi nữa nè. Con mua pin nó đây nè, cái này là cái nút tắt hay vậy, nút tắt mà nó gài thêm cái này là cái gì nữa em không hiểu nè, tắt máy mà nó gài thêm cái ống này là cái gì nữa, lấy cái này là a rồi rồi giống cái máy phát điện của ta. Cái này là không lấy cái phá xăng, tắt máy lên tích hợp phá xăng luôn, chắc vậy anh chị này em không biết nha. Thôi con này đúng mới luôn, mới dần khè luôn, cái đúng con này là em bán về nè, dây đeo nè, thấy không, nó không có ăn sụng anh chị, nó có nhiêu đây thôi nha. Nó chứ đúng con này em bán phải thì giá thấp nhất phải 1,2 triệu, bây giờ mắc lửa em chưa có IC nó, chưa có mua pin nữa thì thôi anh chị nào đang xài con giống gì nè. À, hoặc là lấy phụ tùng hơi thì em bao, hơi thì khỏi nói, trời dụng mất rồi. À, thì bán 800 thôi ha, bình vọng là không bể không nứt gì hết trơn nha, 100 lít, ủa 10 lít nè, 10 lít ở đây nè, lên đây 10 mấy á, 12, 3 lít, 4 lít thì có 5, quá đẹp luôn chị, mới tin luôn ha. Để đi hoài thôi, em bán rẻ cho anh chị nhìn cái bô nè. Cái máy này em bao anh chị là chưa chạy đâu, chắc nhìn biết rồi cái nồng. Chạy 2-3 lít xăng vậy lắm. Bô trắng tinh nè. Em chưa mở ra nhưng mà em bao nha, em bao bê tông. Bao hơi gì là biết rồi. Tự nhiên mắc lửa, tại nó bị mắc lửa bởi vì nó mới còn mới vậy nè. Đó, thì anh chị nào có phụ tùng giống gì thì lấy về ha, hoặc là có IC thì lấy. Giờ em cũng đang hết IC rồi. Mới đầu năm rồi dọn tiệm tùm lum la, không chưa có lấy mấy hàng về nữa anh chơi. Ba đồ phụ tùng mấy cái cỏ hết chưa lấy về nữa. Đó, rồi, anh chị nó cần liên hệ 800, chuyển đổi em bao ship luôn. Còn anh chị cọc anh chị trả tiền ship ha. Đó. Quá rẻ luôn anh chơi. Máy còn đầy đủ hết, không thiếu gì thiếu không sùng. Rồi thôi em chào nha, chị cần liên hệ em ha.